Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 71 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong tập truyện này. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 71 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói Diệp Húc để Ngọc Lâu lại trong tinh chủ đại điện, khiến cho Ngọc Lâu không ngừng hấp thu linh khí trong quan tinh phong, nâng cao phẩm chất của nó, mà chính hắn lại chỉ mang theo kiều đỉnh, Di La Thiên Địa Tháp, Bạch Cốt Yêu Thành và Kim Tinh Khí, cộng thêm Thiên Cơ Tán và Âm Dương Nhị Khí trong mắt hắn nữa. 6 món vô bảo này chính là những bảo vật hiện giờ hắn sử dụng thuận buồm xuôi gió nhất. Diệp Húc tay cầm ô trắng cùng Phượng Yên Nhu cười nói rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Sư Thúc, tiểu công chúa, Yến Mộ ở nơi đây chờ hai người đã lâu rồi. Chỉ thấy Yến Công Thượng đứng ở trên một đỉnh núi, tóc đen tung bay, cầm chiến kích trong tay, từ xa chỉ hướng Diệp Húc. Hắn cười ha hả, điểm như nói: Diệp Sư Thúc, hơn nửa năm trước ta nhất thời sơ suất mới thua ở trong tay của ngươi. Hiện giờ tu vi của ta hữu thành, muốn cùng ngươi tái chiến một trận, rửa sạch nỗi nhục thua trong tay của ngươi ngày đó kìa. Diệp Húc đem Thiên Cơ Tán tà tà đặt lên bờ vai, lắc đầu cười nói: Yến Sư Điệt, không ngờ ngươi lại luyện một cây chiến kích nữa sao? Nhưng mà ngươi trước đây không phải đối thủ của ta, hiện giờ ngươi lại càng không phải là đối thủ của ta đâu. Yến Công Thượng mắt lộ ra tinh quang, cười ha ha, hào khí xông lên tận trời cao. Hắn nói: Diệp Sư Thúc, tuy rằng bối phận của ngươi cao hơn ta, nhưng ta nhập môn sớm hơn ngươi 10 năm, tu vi cảnh giới hơn xa so với ngươi. Lần trước ở trong đồng quan, ta thua trong tay ngươi chỉ vì nhất thời sơ sẩy mà thôi. Lần này tu vi của ta lại tinh tiến, từ mô thai kỳ đột phá tiến vào ảo thai kỳ, chuyển nguyên thần dung nhập mô thai. Sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra một quả ảo thai thật lớn, giống như trái tim thình thịch mà đập, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bên trong ảo thai dần dần xuất hiện một con hắc long, chiếm cứ một chỗ, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào chỗ Diệp Húc. Đây là nguyên thần hiển hóa của hắn ta, ngưng tụ thành trạng thái hữu hình vô chất, làm cho người ta mắt thường có thể thấy được. Nguyên thần của hắn giấu ở trong mô thai, không ngừng lấy đi năng lượng trong mô thai chăm sóc nguyên thần. Yến Công Thượng đích xác là tuyệt thế kỳ tài, càng áp chế càng dũng mãnh. Gần một năm nay, hắn rút ra kinh nghiệm xương máu, liều mạng khổ tu, rốt cuộc cũng đột phá, từ mô thai kỳ bước vào ảo thai kỳ, tăng lên cả một cảnh giới lớn. Hiện giờ, thực lực của ta so với khi ở Đông Quan tăng lên gấp 10 lần, ngươi còn dám nói ta không bằng ngươi hay sao? Yến Công Thượng khí thế tăng vọt, từng bước tiến lên, tóc đen bay phấp phới. Bên trong ảo thai phía sau, hắc long cũng không yên lặng như trước nữa mà bắt đầu dương nanh múa vuốt, từng mảnh nghịch lân ở trên thân dương lên giống như kiếm kích dày đặc, khủng bố đến cực điểm. Hơn nữa, ta ở trong cổ Côn Luân thánh địa lại có thu hoạch, thành chiến kích này chính là trọng bảo ở trong kho báu Tây Hoàng Nam Thiên Môn, là tam dương cánh thần dương chi báo. Yến Công Thượng giơ chiến kích lên, khí thế càng lúc càng mạnh, thoáng như ma thần bước nhanh bước tới Diệp Húc. Hắn kể to nói: Hiện giờ một kích của ta hạ xuống có thể phá núi cắt biển, dù là cao thủ nguyên thai kỳ cũng sẽ là một kích của ta đánh chết kìa. Cho dù là ngươi tế khởi cái kim kiều kia lên, ta cũng chẳng hề sợ hãi chút nào cả. Tu vi của hắn vừa mới tiến mạnh, mỗi một lần vấp ngã sau khi đứng lên thực lực sẽ càng hùng mạnh, được xưng là một trong ba kỳ tài xuất sắc nhất của Hoàng Tuyển Ma Tông. Khó trách lại được Cứng Tông Đạo thu vào làm môn tường, trở thành đệ tử nhỏ tuổi nhất trong tông chủ nhất mạch. Diệp Húc lắc đầu bật cười, hạ giọng mà nói: Hiến Sư Điệt, trong thời gian này ngươi tu vi tiến nhanh, thật đáng mừng. Nhưng mà chênh lệch giữa ngươi và ta lại càng lúc càng lớn. Hiện giờ ta thực lực mạnh ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Ngươi chỉ có thể tiến vào tam dương cảnh mới có thể động thủ với ta, nếu không chỉ có con đường chết thôi kìa. Bất kể ngươi nói cái gì đều không thể dao động tâm trí của ta được đâu. Yến Công Thượng mở miệng quát lớn, đột nhiên bùng lên,
Chiến kích giống như một tia chớp đen bổ tới Diệp Húc. Có ảo thai ra chỉ cho hắn, bên trong chiến kích lập tức tràn ngập từng luồng thần dương lực, cương mãnh cuồn cuộn. Nơi chiến kích đi qua, ngay cả không khí đều đốt cháy, lướt qua từng luồng lưu quang khủng bố. Một đạo lưu quang rơi xuống đất, đem một ngọn núi nhỏ san thành đất bằng. Xoẹt. Chiến kích của hắn ta còn chưa hạ xuống, mặt đất đã vỡ ra một cái khe sâu tới 100 mét, giống như rạch trời vậy. Uy năng của kiện vũ bảo này được hắn thôi phát đến trình độ xẻ núi cắt biển, thuần dương khí bắn bốn phía giống như sao băng đánh xuống Diệp Húc. Uy lực của vũ bảo thuần dương cuồn cuộn vô cùng, thêm cả nguyên thần mô thai của Yến Công Thượng, một kích này của hắn ta đích xác có thực lực đánh chết cường giả nguyên thai kỳ. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, vươn một bàn tay nghênh hướng chiến kích. Bàn tay của hắn và chiến kích của Yến Công Thượng gặp nhau, vô thành vô tức, chỉ thấy lưu quang đầy trời đột nhiên tan biến, thuần dương lực mất tăm mất tích. Một bàn tay này của Diệp Húc tiếp được thanh chiến kích kia, năm ngón tay giữ lấy lưỡi của chiến kích nhẹ nhàng run lên. Yến Công Thượng toàn thân run rẩy dữ dội, bị chấn cho không thể không buông chiến kích ra, nhìn về phía Diệp Húc như nhìn thấy quỷ, đầy kinh hoàng. Chênh lệch giữa ngươi và ta đã không thể so sánh. Trong thời gian này, ngươi tu vi tiến bộ thần tốc, thực lực tăng vọt gấp 10 lần, mà ta lại tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần kìa. Diệp Húc tung kiện thuần dương chi bảo này lên giữa không trung, há mồm hút một cái, liền hút chiến kích vào trong bụng, thúc giục chư thiên thập đạo luyện hóa, dung nhập vào trong thân thể mình. Hắn mỉm cười nói: "Hiện giờ, ngay cả Tam Dương cảnh thuần dương phá diệt đại kiếp cũng không diệt được ta rồi. Thuần dương chi bảo của ngươi cũng chỉ là đồ ăn cho ta mà thôi. Ngươi còn có thể thử U Minh thập đạo của ngươi xem sao, xem có tế luyện được ta hay không." Yến Công Thượng đau đớn kêu lên một tiếng, xoay người liền đi. Hắn cười lạnh nói: "Ta muốn thắng ngươi, đương nhiên là quang minh chính đại thắng ngươi, chứ không phải dùng loại pháp môn bất chính như U Minh thập đạo này. Một năm sau, ở tại nơi đây, ta lại khiêu chiến với ngươi." Hắn ta hào khí vẫn chưa từng giảm đi, mà Diệp Húc lại biết Yến Công Thượng chỉ sợ đã không còn tư cách khiêu chiến với mình nữa rồi. 3 tháng sau hắn sẽ quyết đấu với Ngụy Hiên, nếu thắng, hắn sẽ có thể so sánh với cường giả Tam Thần Cảnh, là đại vu, là tồn tại giống cường giả thế hệ trước của Hồng Tuyển Ma Tông. Yến Công Thượng tuy thiên tư không tồi, nhưng tuyệt không có khả năng trong một năm trở thành đại vu Tam Thần Cảnh. Không thành đại vu thì căn bản không có tư cách khiêu chiến với Diệp Húc. Nếu thua, Diệp Húc tất chỉ còn con đường chết. Yến Công Thượng đương nhiên không thể nào đi khiêu chiến với một kẻ đã chết được. 3 tháng sau, ta sẽ dẫm nát Ngụy Hiên ở dưới chân, trở thành đại vu trẻ tuổi nhất đương thời. Tất cả cường giả trẻ tuổi, cho dù là người có ngũ đại đặc thù thể chất kia, đều là đá kê chân cho ta thôi. Diệp Húc thầm nghĩ. Hắn thúc giục chư thiên thập đạo đem chiến kích trong cơ thể hòa tan phân giải, dung nhập vào trong thân thể, chỉ thấy cường độ thân thể lại tăng vọt, không khỏi lại càng thêm tin tưởng. Hiện giờ vũ sĩ Tam Dương cảnh tế khởi thuần dương chi báo, ta chắc chắn có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng. Thuần dương chi báo đừng hòng mà làm thương tổn thân thể ta được. Sư huynh, giờ chúng ta đi đâu đây? Phượng Yên Nhu ở bên cạnh dịu dàng hỏi. Diệt môn. Diệp Húc đằng đằng sát khí nói. Sao, diệt môn ư? Phượng Yên Nhu ngẩn ra, hưng phấn vạn phần. Diệt môn phái nào vậy? Bọn họ đều là người xấu hay sao? Thì đương nhiên chính là người xấu rồi. Diệp Húc cười ha ha, lướt đi về phía trước, đi hướng biển cả phía đông. Hắn trêu ghẹo nói. Phượng cô nương, muội mà đi theo ta, nghĩ đến cũng không quá bao lâu nữa đâu, muội sẽ có mỹ danh trừ ác kìa. Hắn thản nhiên nói. Lần này ta muốn đi Lạc Già Sơn, Nam Hải một chuyến, chấm dứt ân oán của năm xưa. Diệp Húc chớp mắt. Năm đó khi hắn vẫn là đà chủ Thanh Châu Ngũ Độc Giáo, đến La Phù Đảo bị nhiều đệ tử môn phái bao vây. Trong đó tông chủ Lạc Già Sơn Phạm Huệ Âm tuy là người trong chính đạo, nhưng lại liên tục ngáng chân hắn, thậm chí phái ra đệ tử Mộng Sở Vân đuổi giết hắn, khiến hắn không thể không đi đến Đại Mạc Tây Hoang trốn tránh khắp nơi, chật vật đến không chịu nổi. Khi ở La Phù Đảo, Diệp Húc liền kêu chiến với Phạm Huệ Âm. Nếu là tu vi có chút thành tựu, liền tự mình đi tới Lạc Già Sơn hồi báo ân oán ngày đó. Lúc đó Phạm Huệ Âm chỉ nói điển cố một con kiến khiêu chiến với một con voi, coi hắn thành con kiến mà bản thân ả là một con voi, vì hắn không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất dày. Diệp Húc tuy nhìn qua có vẻ lịch sự tao nhã như một thư sinh, nhưng nội tâm kiên cường, ân oán rõ ràng. Lần này có đủ thực lực, liền tính toán đi Lạc Già Sơn trước rửa sạch mối thù ngày đấy.
Sư huynh, chúng ta là lén lút đi Lạc Già Sơn, sau đó giải quyết hết sạch đám người xấu đó hay sao? Phượng Yên Nhu đằng đằng sát khí, đề nghệ mà nói. Không, lần này chúng ta quang minh chính đại mà đi báo thù, thông báo trước một tiếng để cho bọn chúng chuẩn bị kìa. Diệp Húc mỉm cười, trong mắt lộ ra sát khí, hạ giọng nói. Hắn há mồm nói chuyện, cũng không phát ra bất cứ thanh âm gì, chỉ thấy có một chuỗi văn tự kỳ lạ từ theo bờ môi bay ra, gào thét đi trước, bay dọc theo đại hải hướng Lạc Già Sơn Nam Hải. Mà lúc này, Lạc Già Sơn Nam Hải, một quần núi sừng sững bên trong đại hải, nơi đây là giao giới mặt biển giữa hai nước Tần Đường, là một môn phái chính đạo duy nhất. Phạm Hội Âm lúc này đang đi lên Liên Hoa Bảo Tọa, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, bảo tướng trang nghiêm. Phía sau Lục Căn Thanh Trúc hiện lên, mà phía dưới hơn trăm nữ đệ tử áo trắng đều ngồi trên bồ đoàn, nghe nàng ta truyền giảng vu đạo diệu pháp. Còn có không ít yêu tộc từ xa mà đến, cùng với cao thủ môn phái ma đạo phụ cận của Nam Hải cũng ngồi trên chiếu nghe nàng ta truyền kinh. Lạc Già Sơn Nam Hải tuy không phải chính đạo đại phái như Tiểu Quang Minh Thánh Địa, nhưng có được Lục Căn Thanh Tịnh Trúc có thể ức chế tâm ma, rất nổi danh bên trong Nam Hải. Tân khách lui tới, dù là môn phái ma đạo cũng cực kỳ tôn sùng Lạc Già Sơn. Giảng xong một quyển kinh văn, Phạm Hội Âm mặt mỉm cười, chậm chậm đi xuống Liên Hoa Bảo Tọa, hạ giọng nói với một nam tử trẻ tuổi. Kim công tử, một quyển Tịnh Tâm Phổ Thiện Kinh của thầy hạ đây, nói như thế nào? Tông chủ thuyết pháp, thiên hoa loạn trí, kim mỗ cảm giác sâu sắc không bằng, chỉ có cao chiêu cao thủ của Tiểu Quang Minh Thánh Địa mới có trình độ như tông chủ đây thôi. Tên công tử kia mỉm cười nói, kim mỗ đến lần này là muốn chém giết tên cuồng vọng Diệp Húc, Diệp Thiếu Báo của Hoàng Tuyển Ma Tông, trở thành phò mã của Thiên Yêu Cung. Đáng tiếc là tiểu tử kia co đầu rụt cổ, ở trong ma tông chết sống không ra. Ta có nghe nói bên trong Nam Hải còn có một môn phái chính đạo như Lạc Già Sơn, nên tiến đến làm khách. Hôm nay nghe được Phạm tông chủ khai đàn giảng pháp, quả nhiên chuyến này không tệ. Tông chủ tuy tu vi không bằng ta, thế nhưng ở trên trình độ kinh pháp lại hơn ta không biết bao nhiêu lần, làm người ta phải bội phục mà. Phạm Hoài Âm khiêm tốn vài câu cười nói, kim công tử hiếm khi đến Nam Hải một chuyến, không bằng cũng khai đàn giảng pháp đi, để cho chúng ta hiểu rõ Phật pháp diệu âm của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Vị kim công tử kia cũng không từ chối, đi thẳng lên Liên Hoa Bảo Tọa, đang định mở miệng, đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ ma khí lạnh lạnh từ trên mặt biển cuồn cuộn kéo đến, cuộn lên từng luồng sóng lớn, chỉ thấy nước biển khôn cùng đột nhiên dựng thẳng lên ở giữa không trung, hóa thành một cái đầu người to như một ngọn núi nhỏ, mở miệng rít gào. Phạm Hội Âm, Diệp Mỗ đến đây, chuẩn bị nhận cái chết đi. Thanh âm kia mênh mông đăng đẳng truyền khắp các đỉnh núi Lạc Già Sơn, khiến cho tất cả mọi người đều nghe được rất rõ ràng. Sao? Thiên lý chuyển âm ư? Kim Ngưu Thần đứng dậy, nhìn hướng đầu người do nước biển tạo thành kia, chỉ thấy quả đầu người này đột nhiên tán loạn, vô biên vô hạn nước biển từ trên không trung chảy ngược xuống, phóng đi hướng quần đảo Lạc Già Sơn, định dùng nước ngập chết Lạc Già Sơn, làm cho tất cả già trẻ lớn bé đều biến thành tôm cá ở trong nước. Một đạo thiên lý chuyển âm liền chất chứa lượng chân nguyên khổng lồ như vậy sao? Người này tu vi không kém. Kim Ngưu Thần cười lạnh mà nói, hay là Diệp Mỗ này biết ta đang làm khách ở Lạc Già Sơn, danh nghĩa là đến đây phiền toái cho Phạm tông chủ của Lạc Già Sơn, thế nhưng trên thực tế là mộ danh mà đến khiêu chiến ta sao? Hắn biết uy danh của ta lại còn dám tiến đến khiêu chiến, đúng là đồ không biết sống chết mà. Hắn ta có chút tự phụ, phía sau lưng đột nhiên hiện ra một tôn ảo ảnh đại Phật, chỉ thấy tôn đại Phật này hai mắt nhắm nghiền, nâng tay phải lên nhẹ nhàng ấn xuống. Chỉ thấy lũ lụt đầy trời dựng ngược lên, ầm ầm rơi xuống biển, sóng lớn không sinh, gợn sóng không lên, gió êm sóng lặng, biểu hiện ra tu vi của hắn là sâu không lường được. Phạm Hội Âm ánh mắt lóe lóe, cười khanh khách nói, kim công tử thực lực quả nhiên cao thâm, chiêu thức ấy chính là vô pháp Tiểu Quang Minh Thánh Địa chiến Phật thánh pháp sao? Kim Ngưu Thần thản nhiên nói, trong giọng nói mơ hồ lộ ra vẻ kiêu ngạo. Không sai, đó là vô pháp cao nhất của Tiểu Quang Minh Thánh Địa ta kìa. Đó chính là chiến Phật thánh pháp. Tiểu Quang Minh Thánh Địa ta truyền thừa từ Phật môn viễn cổ, có chứa rất nhiều vô pháp cực kỳ cao thâm, như Đại Phẫn Nộ Bất Động Minh Vương Quyết hay Khổng Tước Minh Vương Quyết, có thể nói là vô pháp tuyệt đỉnh. Đương nhiên là quan tưởng cấm bảo Tiểu Quang Minh Thánh Địa ta rồi, viễn cổ chiến Phật. Môn chiến Phật thánh pháp này cũng không phải bất cứ ai cũng có thể học được,
chỉ có kẻ có đại trí tuệ mới có thể lĩnh ngộ được tinh túy của chính Phật thôi. Mà Phạm Tông Chủ, Diệp Mỗ kia rốt cuộc là ai vậy? Phạm Hội Âm suy nghĩ một lát, rồi cười nói: "À, kẻ này hẳn là người mà Kim Công Tử tìm kiếm không có kết quả, Diệp Húc, Diệp Thiếu Báo. Mấy năm trước ở La Phù Đáo, thiếp thân cùng hắn có một chút đụng chạm. Người này đầu óc nhỏ nhen, có thủ tật báo, ghi hận ở trong lòng. Hơn nữa, vô duyên vô cớ liền giết đi đệ tử Mộng Giả Vân của thiếp thân. Thiếp thân vốn định khai đạo giáo hóa hắn, tiếc rằng hắn lại bái nhập Hoàng Tuyển Ma Tông. Mấy năm gần đây gây hại một phương, trở thành ma trong ma kìa." "Sao? Hóa ra là hắn ta." Kim Ngưu Thần cười ha ha, hào khí ngất trời nói: "Đi mòn quất sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được lại chẳng tốn chút công phu. Ta đang muốn tìm hắn, hắn lại cố tình tự đưa đến đây. Đây chẳng phải là muốn chết hay sao? Sư đệ Úc Khánh Sơn của ta chết trong tay hắn, sư môn phẫn nộ. Tiểu tử này lại bắt cóc hai vị công chúa Thiên Nữ Cung, lần này rơi vào trong tay của ta rồi. Đây đúng là thiên ý." Ở phía dưới Liên Hoa Bảo Tọa, một vị yêu vương cười nói: "Có Kim Công Tử ra tay, tên Diệp Thiếu Bảo kia dám đến, tất nhiên chỉ còn đứng chết mà thôi. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, lần trước ta gặp hắn ở La Phù Đáo, liền đã biết hắn là ưng thoa lang sói, không phải kẻ lương lệ thiện gì. Quả nhiên hắn lòng muông dạ thú, không ngờ còn muốn giết Phạm Tông Chủ. Nhưng có Kim Công Tử ở đây, Kim Công Tử danh chấn thiên hạ, có lẽ kẻ này căn bản không dám tới. Hơn phân nữa sẽ nghe tiếng mà chuẩn mất rồi." Thiên Âm Tông Chủ Giá Hách Nhiên cũng ở đây tâng bốc nói: "Lần này chúng ta không chỉ nghe được vu đạo diệu pháp của Phạm Tông Chủ, còn có thể được thấy cường giả Tiểu Quang Minh Thánh Địa ra tay. Chuyến này đi thật sự là không tệ." Lại có người lấy lòng mà nói: "Đến đây nghe Phạm Huệ Âm giảng đạo, ngoại trừ đệ tử Lạc Giả Sơn còn có các thế lực khác ở phụ cận hải vực. Yêu vương tu thành nguyên đan, tông chủ giáo chủ môn phái ma đạo nhỏ cũng không hề ít. Những người này hết thảy đều là cao thủ nguyên đan kỳ, có 7 tên cao thủ nguyên đan kỳ ở đây." Phạm Hội Âm nhìn về phía hải vực xa xôi, mặt mang lo lắng, lắc lắc đầu nói: "Kim Công Tử còn không có biết, không lâu trước đây nghe nói cả Lý Huyền Tố, Lý Công Tử của Thiên Vương Phủ Đại Đường cũng thua trong tay kẻ này, bị hắn lấy đi Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp kìa. Lý Huyền Tố, Lý Công Tử tu vi thực lực còn trên cả thiếp thân, đã tu luyện đến đỉnh phong thân dương kỳ rồi. Lần này Diệp Thiếu Bảo hùng hổ mà đến, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiếp ở Nam Hải giao du rộng rãi, vì để đảm bảo tốt nhất là tìm thêm một ít người nữa đến giúp một tay vậy." "Phạm Tông Chủ quá cẩn thận rồi. Lý Huyền Tố tuy được gọi là Tiểu Thiên Vương, nhưng theo ý ta mà nói, kỳ thực chỉ là cái gối theo hoa, không chịu nổi một kích đâu. Đánh bại hắn ta cũng không có bản lĩnh gì giỏi giang cả. Tuy nhiên gia nghiệp tông chủ tại đây, cẩn thận một chút cũng không có gì đáng trách cả." Kim Ngưu Thần khoanh tay mà đứng, không đồng ý nói: "Hôm nay ta muốn khiêu chiến cho các cao thủ Nam Hải chứng kiến bản lĩnh của ta." Phạm Hội Âm khẽ mỉm cười, nàng ta kỳ thực cũng không yên tâm về Kim Ngưu Thần như vậy, lập tức lệnh cho đệ tử rời núi đi xung quanh mời những người tài giỏi trong Nam Hải, lại gọi một gã nữ đệ tử đến dịu dàng nói: "Bích Hoa, con dắt một nửa đệ tử đi giải tin xung quanh, hãy nói rằng Diệp Húc, Diệp Thiếu Báo là kẻ bắt cóc hai người con gái của yêu chủ Thiên Niêu Cung, ít ngày nữa sẽ tấn công Lạc Giả Sơn Nam Hải. Tài tuấn trẻ tuổi trong thiên hạ biết được tin này, nhất định sẽ chen nhau mà tới đây thôi." Kim Ngưu Thần sắc mặt khẽ biến: "Diệp Húc bắt cóc hai vị công chúa Thiên Niêu Cung, yêu chủ chiếu lệnh thiên hạ, nếu có ai xách đầu Diệp Húc đến Thiên Niêu Cung thì sẽ được cưới Khổng Tước làm vợ." Tài tuấn trong thiên hạ đều nhìn chằm chằm Diệp Húc, Phạm Hội Âm giải tin khắp nơi như thế, chỉ sợ sẽ đưa đến rất nhiều kẻ cạnh tranh với hắn. Tuy nhiên, hắn ta tâm cao khí thịnh, đối với bản thân tin tưởng không gì sánh được, lúc này không để ở trong lòng. Sau một lúc lâu, đệ tử Phạm Hội Âm phái ra lục tục chạy về, tùy theo còn là những nhân vật có uy tín, có danh dự phụ cận Nam Hải, đều là những yêu vương, tông chủ, giáo chủ các môn phái, ước chừng có 30-40 vị cường giả nguyên đan kỳ, khiến cho Lạc Giả Sơn bỗng chốc náo nhiệt phi phàm. Phạm Hội Âm nhìn thấy có nhiều cường giả như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng ta thầm nghĩ: có nhiều cao thủ như vậy ở đây, cho dù Diệp Húc, Diệp Thiếu Báo có 3 đầu 6 tay cũng phải chết không có chỗ chôn kìa. Lại qua nửa ngày trôi qua, chỉ thấy một tòa ngũ đế hoa cái nhẹ nhàng mà đến, hạ thẳng xuống Lạc Nhà Sơn. Một gã nam tử trẻ tuổi nằm ở trong, lại có không biết bao nhiêu mỹ nữ trẻ tuổi vần quanh bốn phía, oanh ca yến vũ.
Những cô gái đó tu vi đều cực kỳ mạnh, không thiếu cao thủ ảo đan kỳ, nguyên đan kỳ. Đệ tử bổ thiên các huyền không hái. Phạm Âm sắc mặt khẽ biến, một nữ đệ tử trẻ tuổi bước lên phía trước giòn thanh nói: Nghe nói Diệp thiếu báo Hoàng Tuyền Ma Tông ít ngày nữa tấn công nơi đây, không biết có hay không? Phạm Hải Âm gật đầu cười nói: Xác thực là có chuyện này, xin hỏi dưới mũi xe có phải là Trương Nghiến sư huynh của bổ thiên các hay không vậy? Không sai, chính là tướng công nhà ta. Nàng kia đánh giá Phạm Hải Âm vài lần, cười nói: Người cũng có vài phần tư sắc, đáng tiếc tuổi lớn rồi, tướng công nhà ta không thích nữ nhân lớn tuổi, nếu không tất sẽ thu ngươi làm thiếp kìa. Trương Hiến lười biếng rũ lưng một cái, cười nói: Thì làm tỷ lễ cho ta cũng tạm tạm. Phạm Hải Âm sắc mặt biến đổi, gượng cười nói: Trương công tử, nói đùa rồi, nói đùa rồi. Tiện tỷ, câm miệng. Nàng kia sắc mặt khẽ biến, hừ lạnh mà nói: Tướng công nhà ta thu ngươi làm tỷ nữ đã là cho ngươi mặt mũi rồi, đừng có không biết xấu hổ như vậy. Phạm Hải Âm trong lòng tức giận, nàng ta cũng là cường giả tam thai cảnh đỉnh phong, có thể tranh phong với Bách Khoa cung chủ Tố Tâm Lan, đã bao giờ bị nhục nhã vô cùng như thế này đâu. Kim Nghiêu Thần thản nhiên nói: Trường Hiến bổ thiên cát rất giỏi hay sao, còn không phải bị Khổng Tước đánh cho chạy chối chết hay sao? Dám dương ngoài trong môn phái chính đạo ta sao? Nếu ngươi muốn chết thì cần gì phải làm khó Phạm tông chủ như vậy, Kim Mỗ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Ồ, ngươi là ai? Trương Hiến đứng dậy, hắn ở bên trong cổ Côn Lôn thánh địa, thua trong tay Khổng Tước, bị coi là vô cùng nhục nhã, lúc này lại bị người vạch trần vết sẹo, trong lòng lập tức nổi giận. Tiểu Quang Minh thánh địa, Kim Nghiêu Thần. Trương Hiến nghe nói như thế, sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói: Kim Nghiêu Thần sao? Tiểu Kim Phật đã tu luyện kiểu chuyển nguyên công đến nguyên thai, bất tử chân thân ư? Kim Nghiêu Thần cười ha ha, tự đắc mà nói: Không nghĩ tới, tên tuổi của Tiểu Kim Phật ta ngay cả ma đạo cũng biết. Nguyên thai bất tử chân thân ta còn chưa tu thành, chỉ mới tu luyện đến ảo thai kỳ thôi. Thế nhưng nếu ta muốn giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Trương Hiến sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên giữa không trung truyền đến một tiếng cười to. Tiểu Kim Phật, Tiểu Quang Minh thánh địa thì có gì đặc biệt hơn người đây? Biết danh tiếng Vu Đạo Tông, Phạm Linh Phổ, Phạm Linh Phong ta không? Hai luồng hắc quang từ trên cao giáng xuống, đáp xuống trước mặt đám người Phạm Hội Âm, Phạm Linh Phổ và một tên vu sĩ khác sóng vai đứng cùng một chỗ. Tên vu sĩ này tên là Phạm Linh Phong, chính là huynh trưởng của Phạm Linh Phổ. Hai người đều là tân tú Vu Đạo Tông, tên tuổi rất lớn. Tu vi của Phạm Linh Phong lại hơn Phạm Linh Phổ, rõ ràng chính là cường giả thân dương kỳ. Ở trong đám người nơi đây thì y là kẻ có tu vi cao nhất. Kim Nghiêu Thần cười lạnh, hắn thân mang danh Tiểu Kim Phật, thân thể vô cùng hùng mạnh. Tuy rằng Phạm Linh Phổ tu vi cao, nhưng là hắn cũng không để ở trong mắt. Vù vù vù. Ở trên trời, chín khẩu đại đỉnh bay tới, mang đến một luồng cảm giác áp bách rất trầm trọng, mọi người cả kinh ở trong tâm. Kiểu đỉnh tề xuất sao? Đây là thủ đoạn thành danh của Diệp Thiếu Báo, chẳng lẽ ma đầu kia đã đến rồi sao? Không đúng, là cao thủ hạ gia đến đây. Có người nhìn thấy một gã nam tử trẻ tuổi khống chế kiểu đỉnh nhẹ nhàng bay đến, nhận ra lai lịch của người này. Hắn cười nói: Là Hạ Trùng Dương, Hạ công tử. Hạ công tử chính là anh tài của Hạ gia Trung Châu, nghe nói đã tu luyện đến tam thai cảnh ảo thai kỳ, luyện thành kiểu đại ảo thai, kiểu đại nguyên thần. Ta từng gặp qua hắn ở Trung Châu rồi. Hạ Trùng Dương sắc mặt lạnh lùng, hạ xuống Lạc Già Sơn, im lặng không nói gì, không nói chuyện với bất cứ kẻ nào cả. Trong khoảng thời gian ngắn lại có thêm vài vị cường giả trẻ tuổi đuổi các đại phái ma đạo chạy tới. Lạc Già Sơn hơi thở cực lớn, cực trầm trọng, làm cho người ta không rét mà run. Những người này có kẻ có thù án với Diệp Thiếu Báo, có kẻ lại muốn trở thành con rể của Thiên Yêu Cung. Phạm Hải Âm ánh mắt chớp động, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Chẳng qua hắn ta đắc tội càng nhiều người càng tốt, hiện giờ Lạc Già Sơn ta giống như một thùng sắt giăng sơn vậy, không gì phá nổi. Diệp Húc, Diệp Thiếu Báo, ta thậm chí không cần dùng một chút sức mạnh nào cũng có thể chí ngươi vào chỗ chết được kìa. Vù. Đột nhiên một tòa thành trì trắng lăng không bay tới, càng lúc càng lớn. Phạm Hải Âm chớp mắt thầm nghĩ, chẳng lẽ lại có người đến đây muốn đánh giết tên tiểu tử kia hay sao? Tòa thành xương trắng này tràn đầy yêu khí, áp bách cho mọi người rất khó thở. Phía trên thành trì, một tòa tháp màu đen 9 tầng dựng thẳng, cũng là tràn ngập yêu khí.
Hai vị cao thủ cũng là đến đây để đối phó với Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo hay sao? Huệ Âm ở đây tạ ơn trước vậy. Phạm Huệ Âm lấy hơi cao giọng cười nói: Sao? Ta vì sao phải tự giết mình đây? Bên trong Bạch Cốt Yêu Thành truyền đến tiếng cười khẽ của Diệp Húc. Diệp Húc đứng ở trên đầu thành, nhìn hướng Phạm Huệ Âm, tầm mắt quét qua đám người một lần, cười lạnh mà nói: Ồ, người đến cũng không ít đâu. Đáng tiếc đều là một đám ô hợp cá. Hôm nay tất cả các ngươi phải chết ở nơi này. Dầm một tiếng, tòa thành càng lúc càng lớn, bao phủ hết thảy hơn 10 đảo nhỏ của Lạc Gia Sơn. Vô lượng, vô lượng, vô lượng thọ pháp. Bên trong thành truyền đến hàng ngàn hàng vạn tiếng yêu thú gào thét, oán niệm của yêu thú tam thần cảnh sau khi chết phóng lên cao. Từng luồng yêu khí giống như trăm ngàn con nộ long du xông đến, trong chớp mắt liền quấy cho hơn 10 hòn đảo nhỏ của Lạc Gia Sơn dập nát. Oanh oanh oanh. Từng nữ đệ tử Lạc Gia Sơn nổ tung, máu thịt lúc nhúc dung nhập vào bên trong yêu thành. Trong chớp mắt, mấy trăm tên đệ tử đều đã chết hết. Thân thể của ta, thân thể của ta. Thiên Âm Tông tông chủ sắc mặt kịch biến, cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, chỉ thấy máu thịt của hắn từng khối từ trên thân thể bay ra hướng tòa Bạch Cốt Yêu Thành kia. Không chỉ có hắn ta, những cao thủ nguyên đan kỳ khác thân thể cũng đồng thời thịt bong khỏi xương, đều biến thành chất dinh dưỡng cho Bạch Cốt Yêu Thành. Cùng lúc đấy, Trấn Yêu Tháp 9 tầng bay lên, từng con đại yêu nguyên đan kỳ không tự chủ được mà bay lên, bị hút vào trong tháp. Trong chớp mắt, đám cao thủ Phạm Huệ Âm mời tới chỉ còn lại có đám người Kim Yêu Thần, Trương Hiến, những người khác đều đã chết sạch sẽ. Uy lực của tòa Bạch Cốt Yêu Thành này làm cho Diệp Húc cũng phải hoảng sợ. Yêu Thành chẳng những cắn nuốt máu thịt của kẻ thù, đồng thời rút đi chân nguyên trên người những kẻ đó, cuộn hết thi cốt, máu thịt, khí huyết lên, dung nhập vào trong Yêu Thành. Kiện vô bảo ma đạo quỷ dị như thế, Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở trên tay hắn, uy lực của Yêu Thành thậm chí hùng mạnh đến mức cả cao thủ nguyên đan kỳ cũng có thể tiêu diệt một cách dễ dàng được. Có thể nghĩ, tòa Bạch Cốt Yêu Thành này nếu như ở trong tay đại vu như Vệ Chăn kia sẽ lợi hại đến cỡ nào. Nhất thành tế ra, ngàn dặm diệt sạch. Cao hư yêu liên vô lượng thọ nguyên kinh mà Vệ Chăn tu luyện quả thật âm trầm quỷ dị, không phải người thường có thể tưởng tượng được. Lạc Giả Sơn ta bị diệt môn rồi. Phạm Hoài Âm mặt xám như cho tàn, hai mắt vô thần, lẩm bẩm mà nói. Vì đối phó với Diệp Húc, nàng có thể nói là đã ra hết thủ đoạn, chẳng những quảng mời bạn tốt của mình ở Nam Hải, thậm chí sai người giải tin khắp nơi thu hút tài tuấn trẻ tuổi đến Lạc Gia Sơn đối phó với Diệp Húc. Lúc này chỉ sợ những cao thủ trẻ tuổi xuất hiện ở phụ cận Nam Hải đều đã đến nơi đây. Không nghĩ tới trận chiến của nàng ta chuẩn bị lớn như vậy, đem Lạc Gia Sơn chế thành thùng thắt giang sơn, nhưng đối phương mới đến một chiêu hạ xuống, tất cả bố trí của nàng đều tan tành. Thậm chí cả yêu vương phụ cận Nam Hải cũng bị Trấn Yêu Tháp bắt đi, không thể phản kháng. Bạn tốt nàng ta mời tới đều đã chết, chỉ còn lại đám người Kim Yêu Thần, Trương Hiến, Hạ Trùng Dương và huynh đệ Phạm Linh Phổ, Phạm Linh Phong. Nhưng những kẻ này thực lực tuy mạnh lại không đồng tâm với nàng ta. Tuy rằng cũng coi Diệp Húc là địch, nhưng chỉ là vì lấy đầu của Diệp Húc để đi Thiên Yêu Cung cầu hôn mà thôi. Vừa rồi rất nhiều nhân tài tụ tập nơi đây, gần 40 nhân vật giáo chủ Nguyên Thai Kỳ, mà giờ phút này tất cả đã tan thành cho bụi, như thể là một giấc mộng, dường như những người đó chưa bao giờ xuất hiện qua ở nơi đây vậy. Nàng ta có một loại cảm giác bị cô lập, cho dù là những người còn lại đều là cao thủ trong cao thủ, cường giả trong cường giả, nhưng đối mặt với Diệp Húc, nàng ta vẫn có một loại cảm giác lẻ loi, một mình đối mặt với Diệp Húc. Nàng ta thậm chí còn cảm thấy hối hận vì lúc trước ở trên La Phù Đảo đã bức Diệp Húc vào con đường chết, hối hận vì đã phái Mộng Giả Vân đuổi giết Diệp Húc. Thậm chí còn hối hận vì sao lúc trước không tự mình ra tay một chưởng mà đánh chết Diệp Húc đi. Con kiến lúc đó kia đã trưởng thành thành một con voi lớn, mà mình con voi ngày xưa lại biến thành một con kiến. Các ngươi đều là người xấu. Phượng Yên Nhu xuất hiện phía trên thành lâu Bạch Cốt Yêu Thành, tay nâng Trấn Yêu Tháp, chính nghĩa hào hùng quả trách mà nói. Trương Hiến đôi mắt sáng lên cười dài. Tiểu công chúa Thiên Yêu Cung sao? Hắn ta vốn không để ý Diệp Húc là mấy, thậm chí khi Bạch Cốt Yêu Thành gần phá hủy Lạc Gia Sơn rồi cũng không hề động tâm, chỉ dùng Ngũ Đế Hoa Cái bảo vệ bản thân cùng trên dưới 100 ả thị thiếp. Lúc này nhìn thấy Phượng Yên Nhu lập tức không nhịn được nữa, vươn thân đứng lên cười to nói. Xem ra lời đồn là có thật à, Diệp Thiếu Bảo. Quả nhiên người bắt cóc hai vị công chúa Thiên Yêu Cung, đây chính là cơ hội trời ban
để Trương Hiến ta có thể lấy được hai vị gia nhân, cưới hai vị công chúa Thiên Đô Cung làm vợ. Hắn ta cười ha ha, khống chế ngũ đế hoa cái, phóng hướng Nghiêu Thành đang lơ lửng trên không. Chỉ thấy từng ả thị thiếp cũng bay lên theo mũi xe. Xì xì, những cô ả đó đột nhiên bị hắn thu vào trong mũi xe, biến thành một cái ô lớn, ở trên mặt thêm một đám nữ tử cung trang, rất chi là sống động, không ngừng đi lại ở trên mặt ô, tế khởi từng quả ảo đan nguyên đan. Hắn ta thu tất cả thị thiếp vào trong mũi xe, tu vi lập tức tăng vọt, tăng lên tới tam dương cảnh, thân dương kỳ. Hắn vốn chỉ là cường giả ảo thai kỳ, giờ phút này tất cả thị thiếp dung nhập mũi xe, gia tăng tu vi cho hắn, không ngờ lại khiến cho tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy chục lần. Thủ đoạn bổ thiên các quả thật không phải là nhỏ. Khổng tước ta muốn bắt, tiểu phượng hoàng ta cũng muốn thu. Trương Hiến thúc giục mui xe rung rung men lên, bao phủ phạm vi vài dặm, uy năng mạnh mẽ, không hề kém năm đạo diệt tuyệt thần quang của khổng tước. Mui xe xông lên, toàn thân sắc bén như đao, cắt tới bạch cốt yêu thành. Bảy đóa hoa tỉ muội yêu tộc, ta sẽ thu hết vào. Diệp thiếu báo, ngươi và ta là đồng loại, nhưng ngươi cướp đoạt đàn bà với ta, chính là chán sống mà. Trương Hiến ánh mắt sắc bén, hai chân đứng phía trên mui xe, mở miệng quát lớn. Ngũ đế hoa cái, che chở vòng trời, chấn áp. Mui xe giống như trời cao, bao phủ phía trên bảy cốt điêu thành. Trong vòng trời, một đám nữ tử xinh đẹp lượn lờ trên không trung, giống như tiên nữ, sắc xuống một đám cánh hoa. Mui xe áp xuống dưới, nhất thời, thiên sắc hôn ám, giống như mặt trời xuống núi, tiến vào đêm tối. Giả thiên chi thú, thu! Bàn tay của Trương Hiến chụp xuống dưới, chỉ thấy trong mui xe đột nhiên thò ra một bàn tay to vài dặm, vù một tiếng, vồ tới bạch cốt yêu thành, định thu đi tòa yêu thành này. Tòa thành lớn lắc lư không ngớt, bị bàn tay to của hắn ta nhấc lên, càng lúc càng nhỏ, dường như phải dung nhập vào bên trong mặt ô vậy. Động thủ với ta, ngươi mới là kẻ chán sống kìa. Diệp Húc đứng trên thành lâu bạch cốt yêu thành, dưới chân xương trắng dày đặc, thần thái hở hững. Trên đỉnh đầu, kiều đỉnh gào thét vọt lên, bên trong đều có một quả ảo đan màu lam lên xuống chìm nổi trong đỉnh. Vạn pháp yêu quyết, vạn pháp yêu thú. Hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công cuốn thứ 3 đã đến đệ ngũ chuyển, ảo đan cũng đã nhuộm thành màu lam. Chỉ thấy từng luồng chân nguyên màu lam từ trong ảo đan trào ra, ở phía trên kiều đỉnh hóa thành một bàn tay xâm la, chính là từ hàng ngàn con yêu thú dị chủng tô thành, yêu khí tràn ngập, độ nồng đậm thậm chí còn hơn cả bạch cốt yêu thành. Bàn tay to phóng lên cao, răng rắc một tiếng liền đánh nát giả thiên đại thủ của Trương Hiến. Vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc hóa thành nắm tay, hung hăng đánh lên trên mui xe. Chỉ nghe tiếng tất tất pang pang vang lên, chân nguyên của hắn chưa ở bên trong ngũ đế hoa cái, giống như hổ và bầy dê, đem từng chỗ cấm chế, từng chỗ trận pháp trong mui xe cương ép phá tan. Ngũ đế hoa cái hoành hoành nổ ra, ở dưới nhìn lên giống như không trung nổ tung, tạc ra một cái cửa động vậy. Lại răng rắc một tiếng, nắm đấm của hắn đem ngũ đế hoa cái một quyền đánh vỡ, vỡ ra một cái động lớn phạm vi một dặm. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Ở giữa mũi xe kia gần trăm tên thị thiếp bị một quyền này của hắn chấn vỡ chết hết cả. Những thị thiếp đó vừa chết, tu vi của Trương Hiến lập tức sụt giảm dữ dội, trở thành tu vi ảo đan kỳ đỉnh phong. Hắn ta trong lòng vừa sợ vừa giận, đau như đau cắt, giận dữ hết lên. Không, người dám giết thị thiếp của ta, ta với ngươi không đội trời chung. Hắn ta vươn thân đứng lên, cuộn ngũ đế hoa cá lại, bỏ chạy hướng xa xa. Ta cả ngươi cũng dám giết, huống chi là đám thị thiếp kia đây. Hôm nay ta liền thay khổng tước giết ngươi vậy. Sau đầu Diệp Húc, năm đấm cực lớn kia mở ra, kéo dài ra phía trước, chộp tới Trương Hiến. Ngũ chỉ sơn. Một chảo này của hắn ước chừng bắt ra hơn 10 dặm, một tay bắt lấy Trương Hiến, dùng sức mà bóp. Ngũ đế hoa cái ô lớn này cũng bị năm ngón tay của hắn bóp cho gãy xương ô, vặn vẹo thành một đoàn. Chiêu vô pháp này của hắn tên là ngũ chỉ sơn. Khi Hoàng Sán truy sát hắn đã từng sử dụng qua dạng vô pháp này. Tuy nhiên, so sánh với ngũ chỉ sơn của Hoàng Sán, với ngũ chỉ sơn của Diệp Húc thì quả thật là một trời một vực, không thể nào so sánh nổi. Ngũ chỉ sơn của Diệp Húc mỗi một đầu ngón tay đều mang theo sức mạnh của hơn 10 ngọn núi lớn. Năm ngón tay khép lại, ngay cả núi cao đều có thể dễ dàng bóp nát. Uy lực vô pháp hắn đã tu luyện đến độ cao khó có thể tưởng tượng được. Uy lực vô pháp thậm chí còn hơn hẳn tất cả chân giáo chi bảo, có thể so với thuần dương chi bảo bình thường. Trương Hiến bị hắn nắm ở trong tay, cứ thế bóp chết, ngay cả một lời cũng không có lưu lại. Diệp Húc mở miệng ra, chỉ thấy ngũ đế hoa cái bị hắn một hơi nuốt vào trong bụng,
luyện hóa tại chỗ, sau đó phun ra một ngụm chọc khí, đem những tài liệu cấp thấp trong ngũ đế hoa cái bài trừ hết ra khỏi cơ thể. Đúng là loại ăn hái, ngay cả vũ bảo luyện chế đều rắc rối như vậy, thậm chí còn không bằng chiến kích của Yến công thượng. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hướng những người khác, đột nhiên một cái trống trận cực lớn phóng lên cao, tiếng trống long trời lở đất, đùng đùng rung động. Phạm Linh Phổ hai tay bắt lấy hai cái rủi trống, mình trần ra trận, thân hình cơ bắp dữ tợn, xích đen như sắt, giống như một người khổng lồ đen. Diệp Thiếu Bảo, ta nhận ra ngươi, lúc trước ở Hàng Ngoại Tiên Các, Vân Ngọc Chiếu từng hỏi qua lai lịch của ngươi. Chỉ có điều, lúc đó ta bị Đông Hoàng Mục đánh cho bị thương, không rảnh đối phó với ngươi thôi. Hắn cười ha ha, tiếng trống rung trời, ma âm như sấm, làm cho Bạch Cốt Yêu Thành lắc lư không ngớt. Mặt biển phía dưới oanh oanh mà nổ tung, thậm chí những dãy núi dưới đáy biển cũng bị ma âm chấn cho vỡ ra. Khi hắn ta quyết đấu với Đông Hoàng Mục, Thiên Cổ chưa luyện thành, bởi vậy mới bị một chiêu của Đông Hoàng Mục đánh bại. Sau khi bị thua, hắn rút ra kinh nghiệm xương máu, sưu tầm tìm kiếm tài liệu khắp nơi, cuối cùng cũng luyện thành được cái thiên cổ này. Cái thiên cổ này của hắn uy lực lớn và mạnh, thậm chí còn hơn cả khẩu đại diễn thần trung mà Diệp Húc luyện chế kia. Thiên cổ bay hướng Diệp Húc, ma âm sung đãng, Phạm Linh Phổ cực kỳ oai phong. Hắn cười to nói: "Ta nghe nói người cũng tu luyện đại chu thiên tinh đấu cấm điển, tế khởi tinh đấu trận đồ đi, để cho ta xem trận đồ của ngươi so với Tuần Ngọc Chiếu như thế nào nào." "Ngươi cũng là một tên rắc rưởi, còn không đáng để ta sử dụng trận đồ đâu." Diệp Húc há miệng hút một cái, thiên cổ của Phạm Linh Phổ đột nhiên bay lên, rơi vào trong miệng của hắn, thậm chí ngay cả hai cái dù trống trong tay cũng không giữ được, bị Diệp Húc hút đi. Phạm Linh Phổ ánh mắt sáng lên, cười ha hả: "Sao, ăn thiên cổ của ta sao? Ngươi đây là muốn chết ư? Nó cho ta." Trong bụng Diệp Húc lập tức truyền đến một tiếng nổ mạnh long trời lở đất, cũng là Phạm Linh Phổ thúc dục thiên cổ nổ mạnh tại chỗ. Diệp Húc đứng ở đó không động đậy chút nào, chỉ có bụng hơi phập phồng một chút, làm cho Phạm Linh Phổ khóe mắt giật giật, kinh hãi muốn chết. "Sao, bụng của ngươi mạnh như vậy sao? Ngay cả thiên cổ của ta nổ mạnh cũng có thể chịu được sao?" "Hãy bớt sảm ngôn đi, nói ít đi, ngươi cũng phải chết thôi." Diệp Húc đứng trên thành lâu Yêu Thành, phía sau đầu đột nhiên thò ra một cái vạn pháp yêu thủ đang run run chộp tới Phạm Linh Phổ. Chính vào lúc này, chỉ thấy Phạm Linh Phong vươn thân dựng lên, phất tay áo một cái, mấy vạn loại vô pháp đồng thời phát ra, liên tục đánh lên vạn pháp yêu thủ. Hai loại lực lượng tuyệt cường va chạm, Phạm Linh Phong đau đớn kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn máu, cuốn lấy Phạm Linh Phổ bay đi. Thanh âm từ xa chuyển tới: "Diệp huynh, huynh đệ chúng ta không phải đối thủ của ngươi, xin cáo từ." Hai người bọn họ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền lao ra hơn 10 dặm, chạy ra khỏi phạm vi công kích của vạn pháp yêu thủ. Vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc bắt phải không khí, lập tức hạ xuống chụp tới Phạm Hội Âm, cười lạnh mà nói: "Phạm tông chủ, ta muốn giết ngươi, không ai có thể ngăn cản. Ngươi nhất định chỉ còn một con đường chết mà thôi." Phạm Hội Âm sắc mặt tái nhợt, phía sau đột nhiên hiện ra 6 căn thúy trúc xanh mượt, lớn như kình thiên trụ, nghênh hướng vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc. Năm ngón tay của Diệp Húc búng lên, chỉ thấy 6 căn thanh tịnh trúc đều nổ tung, hóa thành cho tàn. Lúc trước ở Na Phù Đảo, Phạm Hội Âm tới khởi lục căn thanh tịnh trúc chỉ là dư ba thôi, đã áp chế cho Diệp Húc không thể động đậy. Mà nay vật đổi canh rời, kiện vô bảo chấn giáo này ở trong mắt Diệp Húc đã hoàn toàn không có chút lực uy hiếp nào nữa cả. Diệp Húc một động tác liền hủy đi lục căn thanh tịnh trúc, vạn pháp yêu thủ lại tiếp tục hạ xuống. Hắn điểm như nói: "Phạm tông chủ, lúc trước ở La Phù Đáo, ngươi liên tục mở miệng châm ngòi mọi người, chí ta vào chỗ chết. Có từng nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay không?" "Ta chỉ hận ngày đó kiêng rẻ tố tâm lan, không có dùng một chưởng mà giết chết nhà ngươi mà thôi." Phạm Vệ Âm căm hận, nghiến răng nói: "Hiện giờ ngươi đã là ma đầu, triệt để lưu lạc thành một tên ma đầu rồi." Lục căn thanh tịnh trúc cũng là một kiện dị bảo, từ xưa liền sinh trưởng ở trên Lạc Già Sơn, gốc rễ chôn trong linh mạch, có thể nói là linh căn của Lạc Già Sơn, có thể khu trừ tâm ma, lục căn thanh tịnh, ổn định tâm thần, có tác dụng giống với huyết bồ đề. Tổ sư của Lạc Già Sơn đem lục căn thanh tịnh trúc tế luyện thành bảo, làm chấn giáo chi bảo cho Lạc Già Sơn, đời đời tương truyền, vất vả bồi dưỡng, rốt cuộc cũng mọc ra lục căn trúc tử. Lạc Già Sơn sở dĩ có thể trường thịnh không suy, quảng giao bạn tốt,
giao hảo với nhiều thế lực ma đạo, yêu đạo, chính đạo là dựa vào cái linh căn này. Hiện giờ lục căn thanh tịnh trúc bị Diệp Phúc phá hủy, không khác gì hủy đi căn cơ của Lạc Già Sơn. Hơn nữa, hơn 10 tòa hải đảo của Lạc Già Sơn cũng đã bị Diệp Phúc san thành đất bằng. Mấy trăm đệ tử đều đã chết thảm. Dù là Phạm Huệ Âm có thể trốn thoát khỏi bàn tay của Diệp Phúc, cũng không thể vãn hồi kết quả này. Cuộc đời này không còn khả năng để xây dựng lại Lạc Già Sơn được nữa. Một đầu tóc đen của Phạm Huệ Âm bị trường lực của Diệp Húc ép cho đứt ra từng khúc, tán đi theo gió. Nàng ta tới khởi nguyên thai, cưỡng ép chống lại vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc, ánh mắt lạnh lạnh đã muốn ngọc nát đá tan. Thế nhưng vạn pháp yêu thủ kia của Diệp Húc đại biểu cho trình độ vu đạo của hắn không phải là nhỏ, ngay cả Trương Hiến ở thời kỳ toàn thịnh cũng không thể ngăn cản được một chiêu của hắn, liền bị giết đi trên dưới 100 mã thị thiếp, rồi đánh tan Ngũ Đế Hoa Cái, một tay bóp chết Trương Hiến. Thậm chí Tam Dương Cảnh, Thân Dương Kỳ, Phạm Linh Phổ cũng bị Diệp Húc đẩy lùi. Phạm Huệ Âm ở trước bàn tay to đó của hắn căn bản là không đủ xem. Diệp Húc thậm chí không cần dùng vu bảo liền có thể áp chế nguyên thai của nàng ta, giam nàng ta tại chỗ, chỉ có thể nhận lấy cái chết. Không ai có thể ngăn cản ngươi sao? Ngươi muốn giết nàng ta lại không cho ngươi. Đột nhiên một bàn tay Phật Đà xuất hiện, đối chiến với vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc. Vạn pháp yêu thủ Xanh U cùng Đại Phật Chi Thủ cũng Xanh U va chạm một cái, phát ra một tiếng vang kinh rền. Vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc không ngờ là bị đánh nát, mà bàn tay Phật Đà kia cũng oành oành vỡ tan. Sao? Kim Ngưu Thần lộ ra kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Húc, lạnh lùng mà nói: Kiểu chuyển nguyên công của ngươi cũng tu luyện đến cuốn thứ 4 để ngũ chuyển sao? Mà không, không đúng. Tu vi của ngươi còn chưa tu luyện thành nguyên đan được, không có khả năng tu luyện kiểu chuyển nguyên công cuốn thứ 4 đến đệ ngũ chuyển. Nguyên công của ngươi chắc là lấy được từ trong tay Úc Khánh Sơn sư đệ phải không? Diệp Húc ngưng mắt nhìn về hư ảnh đại Phật phía sau Kim Ngưu Thần. Tôn đại Phật này cùng với khi hắn đánh chết Úc Khánh Sơn ở Đại Mạc Tây Hoang, cao thủ tam thần cảnh Tiểu Quang Minh Thánh Địa triệu Phật hư ảnh đại Phật có vẻ phần giống, lại thiếu về phần thần vận. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Lam Phật hư ảnh của Kim Ngưu Thần chỉ là một loại vu pháp, mà không phải là triệu tập hư ảnh của Phật. Uy lực hai bên chênh lệch quá lớn, không thể so sánh. Mặc kệ nó là chuyện nào, ngươi dám ngăn trở ta, ta liền giết chết ngươi. Diệp Húc cười lại một tiếng, thân hình từ phía trên Bạch Cốt Tiêu Thành bay lên, kiểu đỉnh đều xuất hiện, ầm vang một tiếng, biển cả liền lõm xuống chiến cái dấu tích đại đỉnh, lộ ra trên núi dưới đáy biển. Cùng lúc đấy, Bạch Cốt Tiêu Thành cũng bay thẳng lên, cùng kiểu đỉnh đè hướng Kim Ngưu Thần. Trong thành truyền đến từng tiếng gầm thét. Vô lượng, vô lượng, vô lượng thọ pháp, vô lượng. Giết, giết, giết. Dầm. Bên trong thành, một tôn Bạch Cốt yêu nhân đứng lên, thân hình cao tới trăm trượng. Lúc này, trên người yêu nhân không phải toàn bộ đều là xương trắng nữa, trên đùi cùng cánh tay thậm chí bắt đầu mọc máu thịt, cầm trong tay một cái chùy xương cực lớn, đôi mắt như hai cột sáng xanh mượt, vung Bạch Cốt cự chùy lên ném tới Kim Ngưu Thần. Vô lượng, vô lượng thọ, bất diệt yêu thân. Chùy xương như núi đập đến hướng đầu của Kim Ngưu Thần. Thanh đại chùy này là do không biết bao nhiêu đầu lâu đại yêu tam thần cảnh tạo thành, bị Diệp Húc lấy chân nguyên thúc dục, lập tức bộc phát ra yêu khí và ma khí càng hùng mạnh hơn, giống như một tòa núi xương trắng vậy. Hắn vừa ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất, cùng lúc sử dụng kiều đỉnh và Bạch Cốt yêu thành, thiên địa biến sắc, định một chiêu mà giết chết Kim Ngưu Thần. Kim Ngưu Thần sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm kiều đỉnh và Bạch Cốt yêu thành đang hạ xuống kia. Trong cơ thể của hắn ta truyền đến từng đợt lôi âm ầm ầm rung động, ảo thai màu lam dựng lên, hư ảnh đại Phật phía sau lại càng hiển rõ hơn. Đột nhiên bước về phía trước nửa bước, đi vào trong ảo thai. Thực lực của hắn mạnh mẽ cực đoan, bởi vì cùng tu luyện cửu chuyển nguyên công, tu vi cũng hùng hậu hơn hẳn các vũ sĩ cùng cấp độ. Kiều đỉnh cũng không thể chấn áp được ảo thai của hắn. Diệp Thiếu Bảo, người mới tu luyện đến nguyên công đệ tam chuyển, căn bản không biết nguyên thai bất tử chân thân của ta hùng mạnh bao nhiêu đâu. Kim Ngưu Thần mở miệng quát lớn, mở cái miệng to ra, đột nhiên đem cả ảo thai cùng cổ Phật nuốt vào trong bụng. Răng rắc một tiếng, quần áo hắn đột nhiên bị căng ra mà nát bươm, từng bắp thịt bị dưới làn da hở ra, xương cốt hắn đang nhanh chóng tăng trưởng, khiến thân thể hắn cao dần lên. Trong chớp mắt, liền cao lên thành người khổng lồ, có thể so với thân thể khoa phụ của khoa phụ Mão. Toàn thân của hắn da rẻ màu lam óng ánh, cả thân người như lam ngọc đúc thành, ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng,
dường như là một tôn ngọc Phật màu lam, chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể hàng yêu diệt ma. Thực lực của hắn ta hùng mạnh trước nay chưa từng có, lực lượng mà thân thể bộc phát ra so với Lý Huyền Tố còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Úc Sư Đệ mặc dù tư chất tốt nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi, mặc dù là có cái danh thiên tài nhưng thực lực còn căn bản kém hơn ta. Chiến Phật Già Thiên, hắn đột nhiên nâng tay lên nghênh lấy bạch cốt cự chùy kia. Quả chì lớn kia nứt ra từng khúc, không ngờ bị một kích của hắn đánh nát. Kinh lực của Lam Ngọc Phật thủ này thậm chí còn truyền đến trên người bạch cốt yêu nhân thân cao tới trăm trượng kia, chấn cho cốt nhục của nó tung bay hóa thành một đống bùn lầy. Cùng lúc đấy, vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc hạ xuống đón nhận lấy Lam Ngọc Phật thủ của hắn, vạn pháp yêu thủ cũng bị chấn cho dập nát. Quá mạnh! Diệp Húc không khỏi biến sắc. Thực lực của Kim Miêu Thần thậm chí còn mạnh hơn Khoa Phù Mã mấy lần, thật không hổ là cường giả xuất ra từ Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Được, ta muốn dùng áp lực của ngươi để khiến ta đột phá. Dĩ là Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh. Diệp Húc điên cuồng thúc giục tâm pháp, không ngừng luyện hóa linh khí còn tồn trữ trong cơ thể. Một trưởng đón nhận Lam Ngọc Phật thủ của Kim Miêu Thần, hai luồng lực lượng tuyệt cường bùng nổ, giống như núi lửa đã tích tụ mấy ngàn năm, trong chớp mắt phun hết tất cả năng lượng ra. Luồng lực lượng long trời lở đất kia chấn cho đám núi dưới đáy biển đều bị phá nát, nước biển trong nháy mắt đẩy sạch. Thân hình Diệp Húc rung mạnh, hổ khẩu lổ tung, lực lượng của Kim Miêu Thần còn mạnh hơn hắn, không ngờ chấn cho hắn không tự chủ được bay lên, xương cốt toàn thân canh cách gần như là vỡ vụn. Đây là kình địch trước nay chưa từng có, thực lực mạnh mẽ trong tất cả những người Diệp Húc đã giao thủ với gần bằng Ngụy Hiên. Kiều đỉnh tề xuất, đinh đinh đinh. Kiều đỉnh chấn áp xuống, cứng rắn chấn áp thân hình đang lui về phía sau của Diệp Húc. Ở trong cơ thể hắn, Di La Hỗn Nguyên Chân Kinh điên cuồng vận chuyển, không ngừng luyện hóa linh khí còn tồn trữ trong cơ thể của hắn, chuyển thành chân nguyên tăng cường tu vi cho hắn. Cùng lúc đấy, Diệp Húc nhất tâm tứ dụng, đồng thời vận chuyển Cửu Chuyển Nguyên Công, Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, ba môn công pháp cùng tiến. Phạm Hội Âm kinh hồn vừa định, nhìn thấy Diệp Húc bị Kim Miêu Thần bức lui, không khỏi nhẹ nhàng mà thở ra. Nàng ta cười khanh khách nói: "Kim công tử, mau mau giết hắn, tiểu tử này diệt Lạc Gia Sơn của ta, ở trước mặt ngươi làm nhục chính đạo ta, chính là ma đầu tội ác tày trời." "Phạm tông chủ, nơi đây có phần của ngươi nhúng miệng vào sao?" Diệp Húc khừ lại một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kim Miêu Thần, chỉ thấy Tôn Lam Ngọc đại Phật này bước từng bước, một cước đạp trên không trung, đáy biển phía dưới vài trăm thước lập tức xuất hiện một dấu chân thật sâu, đạt tới mấy chục thước. Sự mạnh mẽ của Nguyên Thai Bất Tử Chân Thân là không thể tưởng tượng nổi, so với Khoa Phụ Chân Thân Khoa Phụ Mão còn mạnh hơn, bất kể là thân thể hay là phòng ngự đều cực kỳ kinh người, vượt xa thân thể cường giả Tam Thần Cảnh. Phạm Hoài Âm cười khanh khách nói: "Không phải ngươi nói muốn giết ta không ai ngăn cản được hay sao? Thiếp thân hiện giờ đứng ở nơi này vẫn không hề động chút nào, có bản lĩnh ngươi tới giết ta đi." "Được, như ngươi mong muốn." Xoẹt. Phạm Hoài Âm còn chưa nói xong, Diệp Húc đột nhiên nhìn hướng ả, hai luồng linh khí một đen một trắng từ trong mắt của hắn bắn ra, giống như hắc bạch song dao, dùng sức quấy một cái, quấy ả ta thành mảnh vụn. Hai luồng linh khí chậm rãi trở lại bên trong đôi mắt của Diệp Húc. Tông chủ Lạc Già Sơn, người cuối cùng cứ chặt đầu như vậy mà chết đi. Diệp Húc cười lạnh nói: "Ta đã nói rồi, ta muốn giết ngươi không ai có thể ngăn cản. Hiện giờ như lời đã nói, tiễn cả nhà ngươi, cả già lẫn trẻ, tất cả quy thiên." Kim Ngưu Thần trở tay không kịp, trơ mắt nhìn Phạm Hội Âm bị âm dương nhị khí cắn nát, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng Phật âm sung đãng, một bước liền đến trước mặt của Diệp Húc. Lam Ngọc Phật thủ nắm lại thành nắm đấm, một quyền đánh ra. "Ma đầu, nhận lấy cái chết đi." Một quyền này của hắn ta đánh cho nổ tung không khí, thậm chí còn xuyên thủng không khí. Quyền lực thậm chí còn đánh xuyên cả một thông đạo dài đến vài trăm thước. Đây là lực lượng tinh khiết thuần túy, với lực vô cùng khổng lồ, lực lượng mạnh gần như là đánh vỡ không trung. "Áp lực khủng mạnh như vậy, chỉ sợ kiều đình ta mới luyện chế cũng không chịu nổi mấy quyền hắn đánh tới đâu. Bạch Cốt Tiêu Thành chỉ sợ bị một quyền của hắn đánh nát, chỉ có Di La Thiên Địa Tháp mới có thể tiếp được thôi." Diệp Phúc trong lòng nghiêm nghị, đồng thời có một loại hưng phấn cùng sao động. Đã bao lâu rồi đây, bao lâu không có cùng cao thủ chân chân chính chính ở trên chiến trường chính diện quyết phân thắng bại đây. Hắn tự hỏi mình như thế. Rất lâu trước đây, lúc trước toàn thân tu vi bị phế, là một thiếu niên một đường đánh tới cảnh giới vô sĩ, bắt đầu dựa vào vu bảo và quỷ kế
chèn ép người khác, để cho chúng bị chết vô cùng thê thảm. Mà rất nhiều vua bảo trong người, hắn liền ít khi cùng người khác đại chiến thoải mái, vui vẻ đến như vậy. Mà lúc này đây, hắn hùng tâm tái khởi, tính toán cùng Kim Ngưu Thần đại chiến muộn hồi. Nhờ vào vị cường giả Tiểu Quang Minh Thánh Địa này đến tu luyện bản thân, khiến tu vi bản thân lại càng trở nên mạnh hơn. Kiều đỉnh nhập khiếu, dung nhập thân ta, chấn áp thân thể. Diệp Húc mở miệng quát lớn, kiều đỉnh càng lúc càng nhỏ, dung nhập vào bên trong huyệt khiếu quanh thân hắn, bay chạy thần tốc trong các huyệt khiếu. Tuy rằng gọi là chấn áp thân thể hắn, nhưng là dựa vào uy năng của kiều đỉnh bảo vệ thân thể, đồng thời tăng thêm cho hắn nguồn lực lượng không gì so sánh nổi. Hắn một quyền nghênh đón nắm đấm của Kim Ngưu Thần, khí thế trước nay chưa từng có, quyền ý ghê gớm đến cực điểm. Một quyền đánh ra dường như đánh ra sát khí, vô số quân sĩ vũ sĩ chém giết, tư thế hào hùng nghênh diện mà đến. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 71 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 72.